À, mời đi cưng. Rồi, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh em. Quyền Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi, làm nghề rửa xe. À, dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy hay rửa xe ô tô? Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ, hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80, 100 mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của dạ. Một mình em hết đó. Dạ, em gầy lên, dạ. Em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nha em. Còn bên Nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì này thì nhiều lắm mà kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ rồi khuyết điểm mà là với không gọn gàng. Ở giờ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Với nóng tính. Ở giờ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở giờ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó phòng ngủ sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm dạ. Chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là nơi khách nó tới mình phải chăm chút cái đó. Ừ. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Ừ, thôi dạ, để hỏi bên đó. Đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè? Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Ừ. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ. Cáp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn. Luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Ừ. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voice của em rất là chắc. À, cảm ơn chị. Mà nó vang á. Yeah. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Yeah. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC Quốc Dân là vậy đó. Yeah. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? À, em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ hả? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kiếm được cái cành nào thẳng nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. À. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rượu cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được. Thì không thể được. Dạ không thể được nữa. Giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có. Cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Yeah. À mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Ờ, đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Yeah. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm. Dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Yeah. Rồi đến qua coi nhà gái sao nha.
Đào 42 tuổi, cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyễn Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để anh, để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác chào, thì cũng được. Chào chú cả. là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi. Thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con. Con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh, để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu. Và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có. Với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa. Nên là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Hả? Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Dạ. À, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Dạ, anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên, tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. À, em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi, mùi nó, đúng cái mùi của nó, mình hay cái không? Cái gu mình không đúng không? Ta lâm cho nó rồi thơm coi đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Dạ. Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, dễ thật dễ chịu lắm. Không những thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á, cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, rồi mở ra luôn. Dạ anh cũng muốn mở thử đi coi nó có vừa không. Đào mở ra luôn, đào thử luôn. Dạ, đào em thử luôn nha chị. Ha, thử cái áo khác luôn coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi, wow, mặc luôn, mặc luôn đào, mặc luôn đi. Dạ. Chị ấy cái cổ anh ra cưng, ấy cái cổ cho anh, cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn, vừa luôn có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được anh. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn như anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu mà nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Chứ, vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, dạ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có một sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không. Dạ. Quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Ở thành phố Hồ Chí Minh, để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời có... ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo. Giận người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới. Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nếu anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng, cứng đậu được đúng không? Cứng đưa, cứng để đậu được rồi đúng. Dạ, không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ. Đúng đó. Dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau cảm xúc đầu tiên.
Anh xin phép đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất quả. Nhớ đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi, hát. Buổi chiều con gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát đào bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy. Một chút hàng thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng bấm, không đúng chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai đó, người ta bấm mất rồi. Hai ba rồi xong. Hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha, một cái tặc là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. À, nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, yeah. Đặt một nụ hôn đầu tiên đi, hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hung đi, hung đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Yeah. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Nào, hãy đưa nhau đi đến bất cứ nơi nào mà mình yêu thích.